không có túi khí, xe đua F1 có an toàn khi va chạm không? Đối với những mẫu xe ô tô phổ thông, dù được trang bị rất nhiều túi khí, nhưng khi xảy ra va chạm mạnh ở tốc độ 90 đến 100 km h thì thường tan nát người ngồi trong ô tô có thể gặp hiểm họa khôn lường. Tuy nhiên, ở trong mỗi trận đua xe F1, các tai nạn như đâm, vào hàng rào, lật xe, hay hai xe va chạm nhau rất mạnh, khiến chiếc xe tan nát, mà vận động viên ngồi trong xe vẫn bình an vô sự điều này khiến nhiều người bất ngờ và phải đặt dấu hỏi lớn các chuyên gia lý giải rằng một chiếc xe đua không có túi khí nhằm hạn chế những thứ vướng víu không cần thiết và chủ yếu để tối ưu trọng lượng xe thay vào đó hàng loạt trang bị cao cấp khác sẽ giúp cho dòng xe đua ép một đảm bảo độ an toàn cho người lái tốt hơn cụ thể kết cấu cấu trúc khoang lái dây đai an toàn quần áo bảo hộ và chiếc mũ bảo hiểm là những yếu tố rất quan trọng để hạn chế nguy hiểm Khoang lái của xe đua F1 được bao bọc bởi chất liệu composite chống va đập. Năng lượng mạnh của vụ tai nạn sẽ bị hấp thụ vào vòng phía sau tay lái. Phần vỏ này cũng được bảo vệ bằng một lớp carbon và zilon 6mm để ngăn chặn các mảnh vỡ của xe rơi vào khoang lái. Ở khoang nội thất, dây đai an toàn 6 điểm cài có thể dễ dàng tháo lắp đóng vai trò rất quan trọng. Sự bố trí của 6 điểm cài này được thiết kế theo nhiều góc vừa đảm bảo sự thoải mái cho người đua, nhưng vẫn giữ được cơ thể người lái vào lưng ghế, không để người lái bị lao về phía trước khi xảy ra va chạm mạnh. Nhà sản xuất thiết kế khoang lái theo kiểu monocoque, không để hở một khe nào cho nước hoặc chất lỏng có thể lọt qua được. Kích thước chiều rộng của khoang lái ở phần vô lăng là 500 mm. Phần bàn đạp phanh 350 mm và 850 mm chiều dài. Góc nghiêng của lưng ít nhất phải đạt 16 độ để có thể giảm nguy cơ chấn thương nếu chiếc xe bị bay lên. Do đó, thể tích khoang lái hẹp Vừa khít với cơ thể không còn kẽ hở nào, sẽ giữ yên vị trí tay đua, không bị xô lắc khi trường hợp khẩn cấp xảy ra. Người lái chỉ cần tháo dây an toàn và vô lăng để thoát ra ngoài chỉ trong vòng 5 giây. Cuối cùng, trang phục trên người bao gồm quần áo bảo hộ và mũ bảo hiểm là các trang bị an toàn quan trọng đảm bảo an toàn cho các tay đua. Quần áo bảo hộ được làm từ 4 lớp vật liệu Nomex chất liệu này chuyên được dùng để sản xuất quần áo cứu hỏa, trước khi được đem ra sử dụng, chúng sẽ được xử lý qua 15 quy trình giặt và 15 quy trình sấy, để chắc chắn chúng có khả năng chịu được ở nhiệt độ cao đến 800 độ C trong 11 giây khi xe bị cháy, nhiệt độ này cũng tương tự với dung nham núi lửa. Nếu bộ trang phục này bình an khi xe cháy đồng nghĩa với tính mạng người trong xe vẫn an toàn. Những chiếc mũ bảo hiểm thường được kết hợp chế tạo từ hai vật liệu có trọng lượng cực nhẹ mà lại vô cùng chắc chắn đó là sợi carbon và lớp aramid hay Kevlar thường được dùng làm áo chống đạn. Tiếp đến là lớp phủ polyester một loại nhựa đặc biệt để chống biến dạng chiếc mũ, kính polycarbonate kết hợp với lớp cách nhiệt nhưng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn người lái. Nhờ có chiếc mũ mà phần đầu tài xế được bảo vệ an toàn kể cả khi tai nạn rất mạnh ở tốc độ cao. Có thể thấy, hệ thống an toàn được trang bị trên xe và cho tài xế lái xe đua F1 ở một trình độ rất cao, nếu không, để ý kỹ, sẽ khó ai phát hiện được nhiều công nghệ chìm này. Nhưng khi xảy ra tai nạn, tác dụng đáng kinh ngạc để cứu người trên xe còn vượt trội hơn cả túi khí bạn yêu quý hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại